Rồi bắn nó thôi mày ơi. Tao té luôn rồi. Seriously, what the f*** are you doing? Để mình xem xuống dưới bình luận video của mình coi. Anh làm tiếp video cánh cổng đi anh. Ok, được. Thì ok, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh thì tôi chính là Quý. Cho channel Quý nấp đây. Thì trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ đó nha các bạn ơi. Và nếu video này được khoảng 3.000 like thì tôi sẽ tiếp tục với những cái đảo hay ho nha anh em. Mà anh em à, tôi nghĩ á, các bạn sẽ coi nhiều hơn khi mà Hello gì? Dạo này mạng lag quá mày ơi. Vậy hôm nay gì mạng gì mà lag? Mày bấm tab lên mày coi tao có ba cục wifi à. Trời ơi các bạn ơi, các bạn thấy không? Dạo này á mạng của chúng tôi hơi lag nên là anh em á, nếu mà xem được video này nhớ like cho tôi để tôi có tiền. Đúng rồi, và lít vô quảng cáo để tôi có tiền. Tôi đóng mạng siêu mạnh quay cho anh em coi khỏi bớt giật nha đó. Trời đây kìa. Hôm nay á bạn các bạn fan muốn rượu. Sao? Không có rượu, mặc dù không có rượu mày nhưng mà tao sẽ rượu mày. Sẽ làm một cái cánh cổng. Bây giờ á tao nghĩ là nên làm cái kinh dị thôi, mày cứ làm kinh dị đi. Mày đừng có làm mấy cái trẻ em như là kim cương, ư vàng. Tao không kim cương. À, tao định làm con gái đó nha, đảo con gái đó đi vô là toàn gặp gái. Không, hợp lý được gì? Trời ơi, coi. Bây giờ ông chế tao bấm luôn. Từ từ để tao suy nghĩ coi. Hôm nay các bạn nghĩ mình nên chế cái gì ta? Bên cái chuyện mà Minecraft bia biết không? Sao? Nó có một cái con ma dung gì ghê lắm mày. Không? Cái con ma cái mặt nó như thế này đúng không? Sao nó dở lên cái nguyên một cái kinh dị đúng không? Cái mặt đầu tiên cũng te lắm, xong cái kia mặt đúng ghê luôn giống như ăn mồm hết á, biết không? Trời ơi. Tao nhớ rồi. Cái con đó là một cái con SCP anh em à. Tôi không nhớ cái con SCP đó là con số mấy, anh em nhớ nào thì anh em bình luận phía dưới nha. Cái con đó là tên là con SCP đó là tên là Brickworm gì đó anh em. Khó đọc lắm toàn tiếng Anh không mà. Đó thì con đó là cái con gọi là sâu trắng anh em à. Nó rất là kinh dị. Thôi tao mệt mày quá, thôi tao vô tao lấy đồ tao làm cổng đi về lẹ thôi. Đúng rồi, làm lẹ đi. Để tôi đi in cái tờ gọi là cái tờ giấy A4 hình có con nhân vật kinh dị đó anh em. Ok, để mình bấm nút in nha các bạn. 3 2 1 in. Nè các bạn. Trời ơi các bạn ơi, đây chính là cái con quỷ mà sâu con sâu cầu nè. Brit là cầu, còn cái worm là con sâu anh em. Sâu cầu là cái gì tôi không biết anh em. Cái tên là ảo quá. Thôi lẹ đây. Tao đang review. Bức ảnh thấy ghê à. Ừ, tao không muốn chơi đâu nhưng mà vì các bạn fan nên mình bắt buộc phải chơi anh em mà đó. Chết gì vậy? Không có chết. Mình phải chơi cho các bạn xem đó. Vì các bạn nên các bạn hãy like video này đi. 3.000 like tôi sẽ tiếp tục với những video tiếp tới. Ok. Nè, chuẩn bị nè, quăng xuống nè. Ok. Trời. Tao chưa chỉnh cái gì. Giờ. Cái gì? Hơi bị lẹ. Ok. Tao chưa chỉnh cái gì trong đó rồi vô đó nó biết cái ra cái gì trời. Nó rất là ngẫu nhiên đó. Mày đi xuống trước thì tao đi xuống đâu. Okay. Sợ lắm rồi. Ok, không. Vô. Chào, này vô trước sumo, thích sumo đúng không? Mày tao biết mày lúc nào xuống mày cũng vậy. Trời, chết rồi nha mày. Ui, cái gì? Nè thôi. Ở chừng này nó giống y chang luôn nè. Trời ơi tao nhìn nó gớm đi, tao muốn đụng nó đó đâu. Chạy nó kìa cu. Lay cup đào thôi, đào đi kết thúc chỗ này lên. Tao biết. Lần này tao không có mày đâu. Không thua mày đâu. Mày không thua mày. Sao bạn? Ôi. Ngon quá cúp kìa. Ngon quá. Không giận nữa, tập trung. Ok. Đào đi. Ôi. Cái ông ơi. Ủa, quên nó. Không phải luôn nè con. Nhiều đáo quá à. Mùi sẽ tắt luôn nè. Mày đừng có đau nữa. Tao lên. Dí hộ tao cái nè. Đâu dễ gì. No. Xô mấy anh kia xuống. Không giỡn nha. Tập trung chuyên môn nè. Quýnh mấy con cho đi. Mày hả con. Rồi. Ok có đầu rồi. No. Mấy con bé này xuống hết. Rớt xuống hết. Mày cũng rớt nha con. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi cái quân vừa dí dây á. One eternity later. Hỏi sao. Tôi hay quýnh nó anh em. Trời, qua đây. Tao biết mà. Cái này có nổ tao sợ không? Tao sợ nổ rồi nên là biết quyết định là. Ui. Ui, nó không có gì hết á. Này bình thường rồi, không có gì hết á. Qua lấy đồ coi. Á đồ.
táo vàng với lại cái cây cây đỏ. Dạy anh đi. Bộ giáp nè. À đâu? Bộ giáp vẫn bộ giáp như cũ anh em à. Nó giống cái đảo bình thường, nó giống đảo hồi nãy. Biết vậy hồi nãy à. Có cho nó mấy cái khác khác đi rồi quỷ ha này nó có chỉnh từ lô tà la rồi trở về bình thường luôn rồi. Được rồi. Đưa lên bút chỉ ra nè. Ôi, tao ăn táo vàng nó lên bút chỉ rồi. Ô. Được. Ê, no. Ủa sao cao hơn vậy? Ủa, what the hell? Đâu có thử này, chỗ này đây nè. Hey. Ô. Đâu. Ê. Ủa sao nó tự nhiên cao hơn? Thôi dừng đi. Đâu. Má ơi, đánh thố mày. Đâu như mày chen ơi. Không đâu, nó giống ơi. Ai đâu, ai đâu, ai đâu. Mày đừng tao quá. Ô. Thì rồi làm được cái gì? Alo. Ngồi ra đây. Ô. Cây thiệt sự anh em quỷ quỷ nhờ à, không phải quỷ nhện mà quỷ đó, con con sâu rồi rồi rồi. À đù nó rớt. Ở đó rớt nè, nó rớt thành hàng nè. Đây đây để tao quấn nó xuống. Mày con mày rớt xuống rồi. Mày rớt xuống. Ủa, được chưa được chưa được chưa. Ây da tao giống trái rồi. Có gì đây chú em. Há đù có gì nè. Ây da. Au. No 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 no. Ê. Ủa? Sao hồi sinh lên trên cao vậy? Đâu? Hà tu? Bên đây! Ôi! Tao mới thấy gì vậy? Tao mới thấy gì ta? Gì á? Đảo gì á? Tao thấy gì kìa? Ủa? Ủa sao mày luôn vậy? À đâu? Sao tụi này? Mấy cái đảo này hay giống hay có cái đường ẩn ta? Ây da! Ây da! No! 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 À quên mày có súng rồi xong rồi anh sao? Mày! Mày nè con! Tao bây giờ là hơi đẳng cấp nha mày! Đù! Ê! Đừng! 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 À đù! Ây da! Ủa cái này là cái gì vậy? Rute what? Ê, tao đào thêm ơi, con thấy vậy? Ê, tao đi lên trước đây, tao đi lên trước đây. Nè, mày nhìn tao nè, giết tụi này. Thấy vô dũng quá à. Á đâu? Mày... Á đâu? À, cái này mày... á, khi mà mày xài á, mày quăng ra là nó tạo ra một cái lồng kính. Thôi, thôi, thôi. Mày vô bảo tồn. Ây da. Ồ, anh em thấy chưa, hay chưa? Cái này, ôi, cái này mình có thể sử dụng cái này để bảo vệ mình khỏi mấy cái con boss á. Gì vậy? Ủa sao mày lên nhanh vậy? Tao đi được đường này, ai kêu mày làm trong đó, tao đi theo mày thôi là được rồi. Au! Au! Ê! Au! Ê! 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 Tao đâu quan thân, xài hết luôn rồi! Bình tĩnh, không biết, tao không biết. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Cho tao qua nha, không được chơi do nha. Ê! 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 Anh em! Lẹ đơn! Đó! Đó! Thôi tốn tốn táo không ăn táo đâu anh em ơi. Trời ơi giờ phải qua đừng bộ anh em. Tốn bao nhiêu quả cầu, tốn bao nhiêu chiếc táo vàng để tới được chỗ con boss. Vậy mà thằng quỷ gì ha đó anh em. Anh em thấy có thật công bằng hay không? À đù ghê 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 ghê. À đù chị nghiệp. Coi cái chỗ con boss nhìn coi vậy. Nhìn nó xịn vãi, nhìn nó kiểu nó dòng xoáy như kiểu lốc xoáy anh em. Ê ê ê ê. Mày xem kìa. Ôi con gì vậy? Con gì nữa? Con đúng giờ nó nhảy nhìn gớm vậy. Ê, nhưng mà nhìn nó ngu ngu sao á. Ê, hello, hello. Ê, đâu, đâu, hết, hết, hết đông dừa, hết đông dừa rồi. Hết đông dừa rồi. Rồi, bắn nó thôi mày ơi. Tao té luôn rồi. Seriously, what the f*** are you doing? Cái gì vậy? Có cái gì lửa lửa vậy? Mày, ôi trời. Mày, ồ, nó không bắn được mình nè, leo leo mày ơi, bạn ơi. Mày nè đó nè, thấy tao nhốt đường giờ nha. Cho mày quy liền. Ghê ghê ghê. Anh em ủa tao đung vừa. Ôi ôi, nó vẫn cố thoát ra anh em à. Bởi vì cái quậy của tao à, con đung vừa tao nhốt mấy ngàn năm đó. Ủa con đung vừa nó làm gì luôn? Hello. Ủa con đung nó cà nhóng khó chịu. Nó chết rồi, đợi nó làm rồi nó chết luôn. Mày đung vừa hả? Đung vừa, y vậy mày. Gì vậy trời? Sao vậy? Con đung vừa nữa đây. Con đung vừa nữa đây. Sao có hai con vậy? Ui, con đúng vừa kia là mày nuôi là chỉ làm cảnh thôi, con này mới là hàng riêu nè. Hàng gì nó đánh tao mày. Ừ, đúng là con đúng vừa hàng bánh kia. Mày á, đúng chưa? Chết đây. Ui, con đúng vừa nó nhảy múa kìa. Em muốn mày quay cuồng hả em? Em muốn mày quay cuồng hả? Ui, ui, nó dí tôi kìa anh em ơi. Nhìn cái mặt nó gớm thiệt sự anh em. Nó nhảy, nó còn nhảy, nó còn nhảy như nhảy sàn, nhảy nhạc sàn á anh em ơi. Ây da, ây da, ây da. Mày. Trời ơi, cái này bắn khó thiệt chứ anh em. Phải nhắm vào cái tâm á anh em, khó bắn lắm. Ôi con này, ôi mình phải xuống một xíu anh em. Xuống một xíu chứ chỗ này khó quá, khó bắn quá. Ơi. Ơi. Ê nha, xuống nhiều quá nó bắn bị cắn mày đó. Ờ ok. Xuống rồi, nạp đạn cái. Ù. À đù, xài cái thằng kênh của mày coi. Rồi, cái rồi. Cái nè, cái hơi bị tệ. Mày hả con? Mày hả con? Mày. Ôi mấy con. Mày còn. Mày. Mày hả bự. Ai da. Ui. Ui. Ui.
mày. Oh no no. Oh no 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 no. Sắp chết rồi. Có lên. Oh. Ui da, ui da, chết rồi, sắp chết rồi. Má. Trời tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết. Bắn tao chết luôn rồi. Mày hả? Tao không thấy luôn á, trong khói mờ quá. Để tao bắn em nha. Ê à. Ui. Trâu đâu? Trâu đâu? Mày. Má. Trời ơi, nó chịu hơn mấy con nó kìa. Yeah, đem ơi, cuối cùng. Cái gì? Với cái gì nữa? Còn con gì đâu? Ok, anh em ơi, nói chung thì video của tôi cũng đến đây. Anh em đừng quên lại cho tôi một like, một đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và nếu video này đạt được khoảng 3.000 like, tôi sẽ tiếp tục với những video tiếp theo đó nha anh em. Và anh em nhớ là đừng quên qua channel của tất cả mọi người cho video nữa, like cho tất cả mọi người nữa nha. Trời ơi, anh em nào thi xong chưa? Thi xong rồi, bảy lại bình luận của video.